tính năng là vùng hiểu cơ nhất, sang trọng bậc nhất hiện nay tại Nam. Và chúng tôi sẽ tin rằng bạn sử dụng mơ này ngay từ những cái nhịp đầu tiên để có thể cảm nhận được những vùng sự tinh tế thuần khiết và đang xen trong từng hơi thở, từng giác quan của bạn. Chúng tôi cảm ơn quý vị đại biểu và xin mời trong những đi còn đáng là sân khấu ạ. Dạ. Gửi lời chúc đến quý vị đại biểu và quý khách mời đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay thì thực sự rất là vinh dự đối với Tiểu Vi khi mà được đứng ở đây và được có mặt ở đây. Và Tiểu Vi sẽ chúc cho Rosa Alba Resort sẽ luôn phát triển và xứng tầm là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam ạ. Xin chân trọng. Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi. Và bây giờ, quý vị đã đến giúp chúng ta hai tiền rồi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng xin mời Hoa hậu Tiểu Vi đến sân khấu. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng quay trở lại sân khấu để chính thức làm nghi thức khai tiệc. Xin trân trọng kính mời ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Trân trọng kính mời ông Trần Minh Phúc, ông Đàm Văn Hình. Ông cho biết tôi có ý kiến nhỏ nhỏ như thế này thôi thưa quý vị, đó là khi mà từ hô 1, 2, 3 chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nói là chúc mừng 1, 2, 3 lần thứ hai chúng ta sẽ nói là Rosa Alba nha, để ghi nhớ sự kiện trọng đại này. Quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý ha. Rồi, we would like also to invite Mr. David Mackin to come on stage together to celebrate with us with this special moment. Mr. David Mackin. 1, 2, 3